Hello hello, xin chào quý vị và các anh em. Ở những video trước tôi đã chia sẻ cùng quý vị đăng ký cài đặt ví VNDT và cái ví Antech. Như quý vị đã biết, ví VNDT là một cái ví để quý vị có thể trao đổi giữa Việt Nam đồng và crypto. Còn cái ví Antech là cái ví không lưu ký, nó rất chi là an toàn và hỗ trợ rất nhiều các mạng lưới blockchain. Ví Antech nó giống như là cái ví MetaMask mà quý vị đã từng sử dụng. Rồi, thì ở video này tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị chuyển BLB từ cái ví VNDT sang cái ví Antech. Quý vị ai chưa có ví VNDT, quý vị có thể đăng ký theo đường link hoặc lấy mã tôi để dưới video. Quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu thì quý vị sẽ được 50 VNDT. Ok, thì đầu tiên quý vị phải có VNDT ở đây đã. Quý vị chọn vào cái Deposit và quý vị chọn vào Fiat. Ở ô thứ hai, quý vị hãy nhập cái số lượng mà quý vị muốn mua VNDT từ Việt Nam đồng. Chọn Deposit. Rồi thì ở đây quý vị có thể mua VNDT bằng rất nhiều cách. Cách thứ nhất là mua qua ngân lượng. Cách thứ hai là mua qua Internet Banking hoặc app QR của cái Việt QR code, hoặc chuyển khoản ngân hàng, và rất nhiều cách. Đó, thì những cái này nó hoàn toàn là tiếng Việt thôi. Quý vị cứ thao tác và làm theo hướng dẫn để mua VNDT. Rồi bây giờ tôi sẽ trở lại. Rồi thì để có BLB thì quý vị tiếp tục mua BLB bằng VNDT. Ok chưa? Quý vị đã có VNDT thì quý vị chọn swap này. Chọn swap tiếp. Ở cái ô thứ hai này quý vị hãy chọn là BLB Binance Coin này. Rồi quý vị nhập số lượng VNDT ở cái ô trên. Cái ô dưới nó sẽ tự nhận cái số lượng BLB. Rồi quý vị chọn vào swap. Thì BLB nó sẽ tự động lên cái ví của quý vị. Ok, bây giờ tôi sẽ trở lại cái wallet chính này. Rồi sau khi có BLB, quý vị hãy chọn vào BLB. Chọn tiếp là withdraw để rút. Quý vị hãy trở lại cái ví Antech để lấy cái địa chỉ. Ở đây, cái ví Antech mặc định là nó chạy trên cái mạng lưới Ethereum ERC20. Đó. Thì quý vị sử dụng cái mạng Smart Chain BEP20, quý vị hãy chọn vào cái mạng lưới này và chọn Binance Smart Chain. Đó. Để lấy cái địa chỉ BLB BEP20 nó chạy trên cái ví này, quý vị chọn vào Resave. Và quý vị hãy copy cái địa chỉ này. Ok chưa? Copy xong, quý vị trở lại ví VNDT và dán cái địa chỉ vào cái ô thứ hai address này. Đó. Rồi cái ô thứ 3 là quý vị nhập số lượng mà quý vị muốn chuyển BNB từ cái ví VNDT sang cái ví Antech. Ok. Và phí chuyển ở thời điểm hiện tại là 0.0005 BNB. Đó, phí rất chi là thấp. Ok, bây giờ tôi sẽ trở lại cái ví. Trường hợp quý vị chuyển USDT BEP20, quý vị cũng làm tương tự như vậy. Nhưng quý vị phải chọn cái mạng lưới. Đây, quý vị phải chọn cái mạng lưới là BEP20. Đó.
và các thao tác chuyển USDT BEP20 sang cái ví Antech, quý vị cũng làm tương tự y như quý vị chuyển BNB. Rồi thì để add các token mà nó chạy trên cái mạng lưới BEP20 thì quý vị chọn vào add token này. Quý vị hãy vào một cái trang bscscan.com để lấy smart contract của nó. Ở cái ô tìm kiếm này, quý vị nhập cái mã token. Đây, tôi sẽ nhập cái mã USDT. USDT. Lúc nào nó học xong thì ta chơi với em xu người ta nhận. Dạ. Rồi, quý vị tìm đến cái phần contract và copy này. Đã copy. Copy xong, quý vị trở lại cái ví Antech và dán cái mã vào cái ô thứ nhất. Ô thứ hai, ô thứ ba nó sẽ tự nhận. Quý vị chọn vào Add Token. Ok, tôi sẽ thao tác lại. Chọn Add Token này. Đó, có thể cái ví này chưa cập nhật. Quý vị có thể thao tác lại thì cái USDT nó sẽ hiện lên trên đây. Rồi, và đến đây thì tôi xin kết thúc video này.